Xin chào tất cả các bác. Hiện tại tôi đang ở đường ở khu Cầu Bưu thì thuộc Thanh Trì nha các bác. Thì chỗ này là rất là xa, thì một trung tâm thành phố đấy. Xa lắm. Thì hôm nay thì tôi vừa mới quay mấy cái dự án ở dưới này xong, cho nên là chạy nốt về dưới này quay cái dự án, đó là khu đô thị Đại Thanh. Nghe cái tên thì có lẽ là chúng ta sẽ nghĩ đến ngay Mường Thanh đúng không? Ngay chủ đầu tư của Mường Thanh, họ làm các dự án ở dưới này đấy. Đây có một cái chung cư này này. Thì mức trung bình chung cư ở đây thì mức giá thì rơi vào tầm khoảng 13 đến tầm khoảng 18 triệu một mét. Mức giá được xem là cao so với cái khu vực xa thành phố như Thanh Trì. Thì tôi muốn quay hôm nay, tôi giới thiệu cho các bác cái dự án là khu đô thị Đại Thanh. Đây nha các bác, khu đô thị Đại Thanh này các bác này. Có lẽ là chúng ta sẽ rẽ vào cái đường nào đây ta? Đây chắc có lẽ đường này đi. Đấy, khu đô thị Đại Thanh thì ở phía trước thì sẽ có là mấy cái chung cư đấy, mấy cái block chung cư này đấy. Rất là hoành tráng. Đại Thanh này thì các bác biết rồi đấy, là chắc là của tập đoàn Mường Thanh, tập đoàn tư nhân số 1 Điện Biên xây dựng. Đó. Và cái thiết kế này là các bác thì cứ nghĩ đến cái chung cư Ông Thản mà bên chỗ hồ Linh Đàm nhá. Cái thiết kế y chang dài cộm như thế á. Và mật độ sống rất là cao, mức giá thì chắc là nhà giá rẻ cho nên người ta ở nhiều lắm. Với lại khu này là loạn sang ngầu lên. Khu này các bác thứ trước mắt thì các bác nhìn ta sướng mắt ấy, nhưng mà lâu dài các bác mới thấy rằng là nó tác hại đến mức như thế nào với cái kiểu xây chung cư như thế này. Nhưng mà chúng ta phải chấp nhận thôi, giá rẻ thì phải chấp nhận, cuộc chơi là thế, tiền nào của nấy, chứ đâu thể mong muốn tất cả mọi thứ được trọn vẹn được đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ chạy lui ở phía sau nhé, tìm đường lui phía sau. Đấy, chung cư này là của Đại Mường Thanh chắc luôn đấy. Thì cái kiểu này chỉ có Mường Thanh thôi. Mường Thanh lâu nay là chuyên gia xây như thế này. Đây, chúng ta rẽ vào đây nhé. Vào trong này nhà phố rồi các bác ạ. Trong này là nhà phố rồi. Nhà ở liền kề đấy, nhà phố liền kề đấy. Ở cái khu vực Hà Đông này chúng ta mới thấy lại được cái nhà phố liền kề này. Nhiều nét giống Sài Gòn này, khu vực này có nhiều nét giống Sài Gòn. Còn nếu như mà ở khu vực thành phố thì rất là ít thấy, tôi thấy cũng rất là ít thấy kiểu nhà phố liền kề như thế này. Hiếm các bạn, hiếm, người ta chủ yếu đầu tư biệt thự chẳng hạn lắm. Chứ đất ở Hà Nội thì... Đấy, khu này thì như thế thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào bên trong nè. Đấy, đây mấy cái biệt thự liền kề này. Ở Sài Gòn thì mấy cái kiểu nhà liền phố liền kề như thế này nó rất là nhiều luôn. Nhưng mà ở Hà Nội thì nó hiếm. Với lại ở đây họ xây theo kiểu nhà nào thích xây thì nhà nó xây. Chỉ là đúng tầng là được. Còn cấu trúc như thế nào tùy ý. Còn ở trong Sài Gòn nhá, các bác phải xây đúng nhau, giống nhau nhé. Giống nhau từ đầu đến cuối. Thì mỗi thứ cũng có một cái hay. Chứ không phải là cái nào nó cũng tốt cả. Mỗi thứ có một cái tốt. Nhưng dù sao xây đều với nhau thế thì nhìn nó đẹp thôi. Còn nhìn thế này thì nhìn nó loang lổ quá đúng không? Đúng giống như những video trước thì tôi cũng thắc mắc. Người Hà Nội cứ thích xây gọi là khu đô thị. Như ở Sài Gòn thì đây là gọi là khu dân cư thôi, nhỏ nhỏ thôi. Thế gọi khu đô thị là gì?
khu đô thị thì phải có mọi thứ, có trường học này, có chợ này, có bệnh viện này thì mới gọi là khu đô thị được. Còn gọi khu đô thị mấy khu này thì nghe nó dữ dội quá. Trên cái đường này họ trồng xoài các bác ạ. Xoài. Ô, đây có cái biệt thự to chưa này. Mới xây luôn, chưa bàn giao. Biệt thự Ngọc Anh, Ngọc Anh. Ô. Mới xây lên luôn. Đây có cái trường học mầm non Thần Tiên. Đây có cái cơ quan gì đây, khách sạn hay gì đây, à không phải, dự án ban quản lý. Đây có cái sân tennis. Thì mấy cái bác nào mà mong muốn có một cái căn nhà này có thể là mức giá nó phù hợp, rẻ hơn ở thành phố hoặc đi xa hơn một xíu thôi, thì các bác cũng có thể mua được những cái căn nhà, căn chung cư ở khu vực này với mức giá nó rẻ hơn thành phố rất là nhiều. Đấy, rất là lợi đúng không? Rất lợi cho chúng ta. Thôi đi ngược đường đấy. Ok, sorry các bác nhé. Hơi ngược đường. Đấy. Đấy thì cái khu đô thị Đại Thanh là như thế. Nghe cái tên nghe nó hoành tráng. Nhưng vào bên trong thì cũng nhỏ thôi, không có cái gì phải dữ dội đâu. Chỉ có cái chung cư là nhìn nó khuyết thật. Lại khu dân cư thì như các khu dân cư khác. Thôi đi ra nha các bác, thế là đủ rồi. Đấy, khu Đại Thành này phải nói làm việc rất là hiệu quả luôn. Nói về cái tính gọi là nó có thiết thực hay không thì không biết, nhưng mà nó hiệu quả, kinh doanh hiệu quả, xây đúng đối tượng luôn. Họ mua nhà quá trời, từ trên xuống cao, từ dưới lên trên, kín mít, không còn một cái phòng trống luôn. Giá thuê chắc cũng khá đấy. Nói chung là càng dày đặc thì càng khó quản lý, sau này mới thấy hậu quả, chứ còn bây giờ trước mắt thì mới thấy tiền thôi. Hậu quả thì nó phải từ từ, tiền đi trước, hậu quả đi sau. Rồi tôi đi ra nha các bác. Vui lắm rồi, quay đủ lắm. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này. Và các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi nha các bác. Đi ra thôi nào. Rồi, cảm ơn các bác rất là nhiều.